Đầu cầu Mương Khương có thể trình bày lại cái ca về bây giờ bắt đầu chắc các thầy cô bệnh viện Đông y bắt đầu mới nghe được đấy ạ. Sẽ xin mời hội chẩn của ca Mương Khương của ca nữ 46 tuổi đấy ạ. Xin mời đầu cầu Mương Khương ạ. Bệnh viện Đa khoa Mường Khương xin kính chào quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp ạ. Em xin phép báo cáo ca lâm sàng ạ. Vừa đây nghe thấy dùng lại bị thế. Các thầy cô có nghe thấy em nói gì không ạ? Rồi ạ, chúng ta nghe rõ rồi đấy ạ. Dạ vâng ạ. Bệnh nhân nữ 46 tuổi, nghề nghiệp giáo viên, địa chỉ thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ngày vào viện là 19 giờ ngày mùng 6 tháng 6 năm 2022. Lý do vào viện là đau đầu. Bệnh sử là cách vào viện một ngày bệnh nhân tự nhiên xuất hiện đau đầu nhiều vùng chẩm lan lên đỉnh đầu kèm theo hoa mắt, buồn nôn không nôn, ở nhà uống 2 viên paracetamol 500 mg không đỡ vào viện. Tiền sử là bệnh nhân đau đầu tái phát nhiều lần, đi khám được chẩn đoán là theo dõi u mạch thể hang. Hiện tại đang dùng Oxcarbazepine 300 mg 2 viên trên ngày, Flunazirin 10 mg 1 viên trên ngày. Tán toàn thân thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, không phù, không xuất huyết dưới da. Hạch ngoại vi không to, tuyến giáp không sợ thấy, mạch 80 lần trên phút, nhiệt độ 36 độ 5, nhịp thở 20 lần trên phút, huyết áp là 125 trên 70 mm thủy ngân. Khám thần kinh, bệnh nhân tỉnh, đau đầu vùng chẩm lan lên đỉnh đầu, hội chứng tăng áp lực nội sọ âm tính, hội chứng tiểu não âm tính, thông liệt thần kinh khu trú, phản xạ cân xương bình thường, trương lực cơ bình thường, Babinski hai bên âm tính, cơ tròn tự chủ. Các kết quả xét nghiệm thì chúng em đã đẩy lên hệ thống. Có MRI sọ não thì giải rác nhu mô não trên và dưới lều có nhiều ổ tổn thương giảm tín hiệu trên các chuỗi xung, đặc biệt trên T2 sao, hình tròn, ổ lớn nhất đường kính 10 mm, xung quanh không thấy phù não. Chẩn đoán là theo dõi đau đầu, theo dõi carbapenem. Điều trị citicoline 500 mg 2 ống trên ngày, piracetam 1 g 4 ống trên ngày, paracetamol 500 mg 4 viên trên ngày, sedosen 5 mg 1 viên trên ngày. Hiện tại thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, da niêm mạc hồng, không phù, không xuất huyết dưới da, huyết áp 110 trên 70 mm thủy ngân. Bệnh nhân đỡ đau đầu, các hội chứng thần kinh âm tính, tim nhịp đều T1 T2 rõ, phổi thông khí đều hai bên, bụng mềm không chướng ạ. Nội dung hội chẩn chuyên khoa nội thần kinh, ngoại thần kinh, chẩn đoán hình ảnh trên bệnh nhân này chúng em đã chẩn đoán điều trị như vậy đã hợp lý chưa ạ? Và chúng em xin hướng xử trí tiếp theo ạ. Chúng em xin cảm ơn thầy cô ạ. Vâng, xin cảm ơn đầu cầu Mường Khương. Như vậy chúng ta sẽ thấy một cái bệnh nhân nữ 46 tuổi với chẩn đoán là đau đầu. Hiện tại các xét nghiệm máu về các chức năng sống của bệnh nhân tương đối là ổn định. Thế xin mời thầy Lưu phân tích trước có một cái chẩn đoán carbapenem của các bạn ở Mường Khương đã hợp lý chưa và có bổ sung gì thêm không ạ? Kính thưa các thầy cô, kính thưa quý đồng nghiệp, các bác sĩ bên Mường Khương gửi hình ảnh cùng từ chụp cộng từ sọ não của bệnh nhân. Trên hình ảnh cùng từ sọ não của bệnh nhân thì trên cái xung T2 hemo nhìn rõ nhất, thì chúng ta nhìn thấy rất nhiều cái ổ chống tín hiệu có dấu hiệu blooming đấy, nằm ở cầu não, ở tiểu não và giải rác hai bên bán cầu đại não ở các cái chất trắng dưới vỏ và trung tâm bán bầu dục, và ở các nhân xám thì không có tổn thương. Đây là những cái ổ chảy máu cũ, cái ổ nhỏ và ổ lớn nhất như các bạn vừa trình bày là 10 mm, và các ổ này hầu hết chỉ nhìn được trên xung T2 hemo thôi. Riêng có ổ lớn nhất là 10 mm ở thái dương bên phải, chúng ta có thể nhìn thấy được cái xung khác. Thì ở giữa nó có cái tăng tín hiệu trên T2 và tăng tín hiệu trên T1, thể hiện một cái chảy máu ở giữa. Và với những hình ảnh như thế này thì bao giờ chúng ta cũng đặt ra có mấy cái. Một là bệnh nhân này có cái tiền sử điều trị cái gì đó để lại những cái vết vôi hóa nó cũng giống như này hay không. Cái này là phải đặt ra. Vì nếu như cái ổ to thì chúng ta dễ dàng chẩn đoán những cái ổ carbapenem hơn. Tuy nhiên thì nó có một cái ổ lớn nhất như thế này, thì nó có cái ổ tăng tín hiệu ở giữa, và cái ổ này xung quanh thì cũng không có phù não, và có cái viền tăng tín giảm tín hiệu trên trên T2 hemo rất là rõ như này, thì nó sẽ ủng hộ đó là một cái carbapenem, cái dị dạng mạch thể hang kích thước nhỏ mà nhiều ổ hai bên bán cầu đại não. Và các ổ này thì không hề bắt thuốc, không gây phù não,
Cái này thì cũng rất rõ ràng như các bạn đã trình bày rồi, thì cái này tôi cũng đồng ý với cái chẩn đoán của các anh chị là đây là một cái cavec nôm nhỏ, và hiện tại bây giờ thì cũng không có gây phù não, không gây hiệu ứng khối gì ạ, xin hết. Vâng, tiếp sau xin mời thầy Hướng ạ. Bệnh nhân này là một cái cavec nôm thì Lưu cũng đã đồng ý rồi. Về phần điều trị nội khoa có ý kiến gì không ạ? Cảm ơn cô Hạnh, kính thưa cô Hạnh cũng như quý đồng nghiệp. Về cơ bản đây là hình ảnh mà thầy cũng khá rõ ràng như thầy Lưu phân tích là cavec nôm đa ổ. Như các quý đồng nghiệp biết là cavec nôm đa ổ thường có tính chất gia đình. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái cavec nôm á, thì thường khi người ta điều trị trực tiếp vào cavec nôm có hai phương pháp chủ yếu là phương pháp phẫu thuật và phương pháp gamma knife, mà bây giờ ưu tiên gamma knife hơn vì gamma knife thường không xâm lấn và ít gây tổn thương hậu quả nhiều hơn, tổn thương não nhiều hơn. Tuy nhiên đối những trường hợp mà cavec nôm người ta can thiệp bằng gamma knife khi và chỉ khi một cái cavec nôm này lớn và nằm ở các vị trí chức năng mà có cái triệu chứng chức năng ở trên lâm sàng, ví dụ chẳng hạn có động kinh, có liệt, thì lúc đó người ta mới can thiệp. Còn hầu hết các cavec nôm nằm ở các vị trí mà ít chức năng thì người ta ít khi động lên, ít khi can thiệp đến, vì thực tế bản chất của nó là cavec nôm là một tổn thương lành tính. Còn đây đối với trường hợp này nhiều ổ quá rồi thì chắc chắn không làm được cái gì đâu, và cũng trả lời thay thầy Vũ luôn, cái trường hợp đấy mổ xẻ gì được đâu, cũng nói thật thế, và cũng không can thiệp gì các ổ cavec nôm này cả. Vì vậy mà về điều trị cavec nôm ở đây, điều trị các cái ổ đối với thực tế bệnh nhân này thì chẳng giải quyết vấn đề gì, chủ yếu điều trị triệu chứng. Thì quay lại cái triệu chứng bệnh nhân này là cái đau nửa đầu, đau vùng chẩm lan lên gáy, hình như đau một bên, thì có phải do nguyên nhân cavec nôm gây ra hay không thì cũng rất là khó. Nhưng rõ ràng cái đau cavec nôm thì rất nhiều ổ, mà đau đây đau khu trú thì đầu tiên mình phải nghĩ đến đau đầu do nguyên nhân khác, và đặc biệt là đau nửa đầu, mà một trong những cái đau nửa đầu rất hay gặp hiện nay là đối với phụ nữ tuổi trung niên này, đau nửa đầu migraine. Chính vì vậy mà mình phải nghĩ đến các cái nguyên nhân khác để mình điều trị thử xem. Còn cái cavec nôm này nằm rất nhiều vị trí mà lại đau đau khu trú. Thì đau nửa đầu migraine thì về điều trị như các bạn trên thì nó chủ yếu có cái thuốc giảm đau thôi, chưa có thuốc điều trị đau nửa đầu. Có một cái đơn thuốc mà không biết của ai là dùng oxcarbazepine và flunarizine, nhưng không biết bệnh nhân uống cái thuốc này có đỡ không ạ? Đầu đầu cầu Vương Khương cũng nghe được. Dạ chúng em nghe rõ ạ. Em thưa thầy là bệnh nhân dùng cái đơn thuốc đau nửa đầu thì bệnh nhân cũng có đỡ, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có những đợt đau dữ dội, vẫn phải vào viện điều trị ạ. Có thể cái cơn đau dữ dội nên là đợt của cái cơn đau đấy, đợt cơn đau nửa đầu, đợt cấp của cơn đau nửa đầu đấy. Còn có đợt đau nửa đầu migraine, mà nếu giả sử cái cơn đau nửa đầu migraine, cái này phải khai thác thật kỹ, và các bạn cứ lên trên các cái trang web đó, các bạn tra cứu về đau nửa đầu migraine, các bạn thấy cái tiêu chuẩn của nó, mình xem thử đủ tiêu chuẩn để chuẩn đoán đau nửa đầu migraine hay không, vì cái tuổi này rất hay gặp. Cái thứ hai nó không phù hợp lắm của đau, cũng có thể nhưng không phù hợp lắm vì đau khu trú. Mà cavec nôm thì lan cả đây, lan cả hai khu vực, mà không những cả hai bên bản cầu đó, mà cả vùng, cả cầu hồ sau, cả về cả hồ trước. Cho nên chính vì vậy mà cái nguyên nhân từ đây thì mình cũng nghĩ nhiều đến bằng cái nguyên nhân đau nửa đầu migraine. Mà nếu đau nửa đầu migraine thì tiêu chuẩn chẩn đoán có này, phương pháp đồ điều trị có này, là cái thuốc khác chứ không phải thuốc như trên đâu. Nhưng tại sao các bạn điều trị cả này đỡ thì có một cái nhóm thuốc mà trên này có thể là cải thiện triệu chứng, đấy là paracetamol và serusen. Thì serusen thì khi bệnh nhân lo lắng căng thẳng thì dùng serusen có thể cải thiện triệu chứng. Đau nửa đầu thì paracetamol có thể đau nửa đầu. Còn tôi không đồng thuận cái citicoline và piracetam vì không có trong tiêu chuẩn của cái đau nửa đầu. Tuy nhiên thuốc này thuộc hỗ trợ về nào thôi, chứ không phải thuộc điều trị đau nửa đầu. Đó, ý kiến của tôi là thế thôi. Còn cái cavec nôm này tôi nghĩ cũng giải quyết vấn đề như đâu, vì nó rất nhiều ổ, rất nhiều vị trí, và trên lâm sàng chủ yếu của đau đầu, còn các triệu chứng khác về chức năng như động kinh không có, rồi là liệt không có, thì cái này không can thiệp gì ạ. Rồi sau đây mời ý kiến của thầy Vũ thêm. Vâng, mời thầy Vũ có ý kiến gì không ạ? Vâng, kính thưa cô Anh với các thầy cô và quý vị đồng nghiệp, hoàn toàn đồng thuận với cả thầy Lưu với thầy Hướng thôi. Cavec nôm chúng tôi chỉ mổ một là khối lớn ở vỏ não, và bệnh nhân có thường là cơn động kinh, thì cái việc mà lấy cái khối cavec nôm đấy, một để giải quyết cái nguyên nhân gây ra động kinh, thứ hai là ở vỏ não nó không tàn phá nhu mô não, chứ là những cái trường hợp ở sâu
quá nhỏ hoặc là ở những cái vùng chức năng thì ngoại khoa thường sẽ không được ưu tiên bằng các cái điều trị khác như là gamma knife. Đặc biệt ở bệnh nhân này thì cái chẩn đoán xác định cái nguyên nhân gây đau đầu và sử dụng thuốc điều trị như thầy Hướng nói mới là cái quan trọng nhất để giúp cho bệnh nhân này. Xin hết ạ. Vâng, như vậy là các bác sĩ bệnh viện Đông y sẽ trả lời của các bạn. Thứ nhất là cái chẩn đoán về điều trị như vậy đã hợp lý chưa? Thứ nhất là chẩn đoán của các bạn là trên phim cộng hưởng từ đều thầy Lưu, thầy Hướng và thầy Vũ đều thống nhất là một cái ca vách nôm. Tuy nhiên cái chẩn đoán đau đầu này có phải do ca vách nôm hay không thì chúng ta phải đặt ra, bởi vì chúng ta chưa loại trừ được cái đầu đầu do migraine. Và đặc biệt là thầy Hướng có phân tích các bạn đã dùng paracetamol và cetirizine bệnh nhân có đỡ đau. Như vậy chúng ta phải tìm cái nguyên nhân đau đầu này không phải đơn thuần do ca vách nôm. Đấy, thứ nhất. Thứ hai là điều trị bệnh nhân này thì các bạn đã cho dùng paracetamol và cetirizine rồi và cho một số thuốc để hỗ trợ não. Như vậy là các bạn sẽ phải tìm xác định xem là cái đau ở đầu có phải do migraine hay không để điều trị cho hợp lý. Về cái về hướng xử trí tiếp theo thì chính là các bạn phải chắc chắn là cái đau đầu này không phải do cái ca vách nôm đơn thuần. Bởi vì nếu với ca vách nôm này là nó ở sâu và rất nhiều ổ nhỏ thì thầy Hướng và thầy Vũ đều nói rằng không có chỉ định ngoại khoa. Vì vậy các bạn về phần trả lời của các bác sĩ bệnh viện Đông y như vậy thì các bạn có hỏi gì nữa không ạ? Tôi xin ý kiến thêm một chút đó. Thì có một bạn nhắn tin là muốn được chẩn đoán phân biệt hơn nữa về hình ảnh của cái tổn thương này. Thế thì đúng rồi, những cái ổ tổn thương, ổ chảy máu nhỏ ở trên não như này thì khi đọc chẩn đoán phân biệt ra nó người ta hay phân biệt. Người ta hay chẩn đoán phân biệt với lại hai cái chảy máu đau nhỏ. Cái thứ nhất là chảy máu nhiều nhỏ do liên quan cao huyết áp. Thì những trường hợp như này thì lâm sàng rất rõ ràng có cao huyết áp không, chúng ta khai thác. Mình thứ hai nữa là những cái ổ mà chảy máu liên quan cao huyết áp thường nó xuất hiện ở những nhân xám không phân bố chủ chốt ở những chất trắng như thế này. Và một cái nhóm bệnh nữa cũng có thể gây chảy máu nhiều ổ nhỏ và đầy những cái ổ mà giảm tín hiệu trên T2 hemo như này là cái thoái hóa bột mạch não. Tuy nhiên cái này cũng xuất hiện ở những cái bệnh nhân lớn tuổi, thường hầu hết trên 60 tuổi, trên 70 tuổi. Đây bệnh nhân này tương đối trẻ. Và thứ hai nữa là nếu như chúng ta muốn phân tích được cái đặc điểm hình ảnh của những cái đó thì chúng ta chụp cộng từ, chúng ta nên sử dụng cái sung nó nhạy hơn, nó là sung Swan SWAN, nên cái sung mà nó siêu nhạy với những cái chảy máu thì lúc đấy chúng ta sẽ tìm được những cái ổ chảy máu rất nhỏ nằm dọc các cái vỏ não ở hai bên bán cầu đại não. Tuy nhiên trường hợp chúng ta không đặt ra đâu thì chúng ta chắc đến thôi ạ. Xin hết. Vâng, các bạn ở Mường Khương có hỏi gì thêm không ạ? Dạ chúng em xin hỏi một câu là những cái ổ này nếu như mà gây xuất huyết thì chúng em sẽ xử trí như thế nào ạ? Thường thì các cái ổ này xuất huyết thì không xuất huyết lớn đâu, xuất huyết nhỏ thôi. Vì nó báo cái kích thước các cái ổ này rất nhỏ, có cái ổ lớn nhất vẫn là mấy mm, mấy cm lưu nhỉ. Thì tôi nghĩ là cái hóa khác với cái phim mạch não hoặc cái gì rằng thông đồng tĩnh mạch AVM. Nếu phim mạch não và thông đồng tĩnh mạch thì khi mà vỡ ra thì rất là bệnh tiểu chứng lâm sàng rất là nặng. Nhưng thường các ổ này vỡ ra thì khu trú và vùng rất là nhỏ. Nếu có chăng mà nằm cả cái vùng chức năng ấy, có thể là nó liệt thoảng qua hoặc là liệt thoảng qua một thời gian sau khi mà tiêu cái ổ máu thì nó sẽ hồi phục. Còn sợ nhất, đáng ngại nhất là những cái ổ tổn thương mà nằm vùng thân não. Nó sẽ vỡ ra thì là phương phức và triệu chứng lâm sàng bao giờ nặng nề hơn. Thì nếu như điều vỡ ra mà điều trị thì chúng ta điều trị những cái xuất huyết nào thôi, bình thường thôi, còn không có một cái yếu tố gì, không phải mà vỡ ra mà mình phải mổ đâu, mổ xẻ gì đâu. Vì mổ xẻ mấy cái vùng sâu này không mổ được đâu, kể cả gamma knife khi mà được mở ra rồi gamma knife bắn không có giá trị ở thời điểm này nữa. Nhưng nếu một ổ mà nằm ở các chức năng mà vỡ ra có triệu chứng và triệu chứng nặng nề thì lúc đó người ta sẽ tính toán thì bắn gamma knife để tránh cái hậu quả vỡ tiếp theo để làm cho cái triệu chứng càng ngày càng nặng hơn. Các bạn còn hỏi gì nữa không ạ? Dạ, chúng em xin cảm ơn thầy cô ạ. Vâng, chúng ta sẽ xem tiếp theo một cái ca tiếp theo của Mường Khương.